Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay tại Flamingo Đại Lải Resort đã diễn ra triển lãm Art in the Forest 2019. Dự có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Với chủ đề Hội họa sơn mài và điêu khắc quốc tế, chương trình không gian nghệ thuật Flamingo Art in the Forest 2019 có sự góp mặt của 10 họa sĩ, 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giới, như nhà điêu khắc Ariane Moscovici, nhà điêu khắc Floyd Enzinga, nghệ sĩ Sasa Hippie, nghệ sĩ Nobuyuki Takana, cùng nhiều gương mặt quen thuộc của các mùa triển lãm trước như nghệ sĩ Nhật Bản Mukai Kasumi, nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại, Lê Lạng Lương. Nằm giữa không gian xanh tự nhiên của núi rừng Đại Lải, sự hội ngộ của 68 tác phẩm đã chấm phá nên bức tranh mùa thu những sắc màu độc đáo. Mỗi tác phẩm là một ý tưởng, một phong cách khác nhau, nhưng đều là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và ẩn chứa trong đó những câu chuyện rất riêng. Các tác phẩm tham gia năm nay đã hòa tấu vào bản giao hưởng chung mang tên Art in the Forest, qua đó nhằm kiến tạo không gian nghệ thuật tôn vinh những nghệ sĩ tài năng mang tác phẩm đương đại đến với công chúng. Hy vọng rằng với ngôn ngữ của hội họa và điêu khắc, mỗi năm công chúng lại có thêm những xúc cảm mới, những chiêm nghiệm mới khi đến với Flamingo Đại Lải. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2020.